Rồi, xin chào anh em nhé. Em giới thiệu nhanh lại cho các bác cặp loa Billner T55 Twin SD nhé. Model T model đây. Đấy, em giới thiệu hôm qua thì em giới thiệu sơ thôi. Hôm nay muốn giới thiệu kỹ lại một chút và đưa lên kệ, đưa lên cái cột ấy này, loa box xeo cao cấp nhé. Cái dòng này là dòng đàn em của 77 Twin và 99 nhé. Có thiết kế một cái bát 14 thôi, hai bát 14 cụm từ lớn lắm. Cái chép này thì cái chép giống kiểu 180A này. Thùng bách thì cơ bản ok, có một vài vết chày nhỏ nhỏ ở đây thì không đáng kể nhé. Đó. Đây. Cái cặp loa này đánh BY này nhá. Đấy, mình không có âm ly BY thì mình kết nối nó lên đây như này. Đây, cặp loa này Made in Japan 6 ohm, công suất maximum nó là 120W cái nhá. Ở cái dòng này loa này thì nó đánh rất là lực mềm, loa rất là mềm nhá, mềm lắm nhá. Cái dòng con 77 thì là bass nó cũng chỉ 16 thôi. Đó. Quay góc cạnh. Đây, CD nó là 03993 nhá. Đây. Đó, hai con này trùng CD nhau nhá, 03993. Tiếng rất là sáng, cực kỳ sáng hay. Ở đây cái lưới của nó đây nhá. Đó, lưới logo đầy đủ. Logo đầy đủ nhá, không có rách ít gì nhá. Ở phía ngoài nên đã biết đấy. Bên này vết dơ này, đấy, cạo đi này. Đấy, bên ngoài nỉ nhé. Anh em nào chơi dòng Twin thì biết rồi. 77 trên 9 1000. Con này là 55, con này là đời nhỏ nhất nhé. Trong đó thùng vân gỗ rất là đẹp. Rồi con này em báo giá là 3.4 anh em nhé, 3.4 cặp loa này rất là chất nhá. Anh em có cọc là em đi hàng cọc thì bên mua, nếu mà anh em chỉ đặt cọc thôi thì bên mua chỉ phải chịu ship, còn anh em nào chuyển khoản 100% 3.4 thì em bao ship thôi nhá. Chào tất cả anh em nhé, cặp loa Billner S55T SD nhé. Dòng đầy, dòng cao anh em nhé.